chào mừng các bạn đã đến với kênh của mai khôi ngày hôm nay mai khôi vào bếp sẽ làm món bột bán chiên giòn rụm cái món này mình có thể làm thành cơm cháy trà bông nè hay là làm thay thế cho bánh trắng nướng cũng rất là ngon cách làm thì rất là đơn giản luôn bây giờ mời các bạn vào bếp cùng với mai khôi làm món này nha ở đây mấy khôi có là 100 g bột bán thì tùy theo các bạn muốn làm nhiều hay ít thì mình tăng hay giảm cái lượng bột bán này đi ha bột bán này thì mấy khôi mua trong chợ châu á hay là chợ việt nam đều thấy có bán hết ngoài ra nó còn có luôn cả bột bán màu xanh nữa các bạn nếu mà các bạn thích làm ra cái món ăn của mình nó có màu đó, thì mình sẽ dùng bột bán màu nha Ở đây mình đã nấu sẵn một nồi nước rồi nè các bạn, mình đợi cho nước nó sôi sùng sục lên như thế này thì mình sẽ cho bột bán vào. Bây giờ mình sẽ lấy đũa đảo nhẹ để cho nó không có bị dính vào dưới cái đáy nồi đó Rồi bây giờ mình sẽ nấu cái bột bán này trong vòng 12 cho tới 15 phút là bột bán nó sẽ chín nha Và đây sau 15 phút này các bạn thì nước nó cũng cạn bớt nè Và trong lúc nấu á, mình nhớ lấy cái đũa mình đảo đều đều để cho bột bán nó không bị dính ở dưới cái đáy nồi nó cháy nha Mấy khôi múc cái bột bán lên cho các bạn xem nè Nó vẫn còn những cái hạt nó còn hơi trắng đục còn lại nó cũng trắng trong nhiều rồi thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và đậy nắp lại, mình ủ cái bột bán này thêm 2 phút nữa. Đây là bột bán mấy khoai ủ nó được thêm 2 phút, bây giờ mình sẽ đổ nó ra một cái rổ ha. Giờ mình xả cái bột bán này qua nước lạnh, sau đó mình sẽ lắc lắc nó và để cho nó ráo nước. Đây bột bán mấy khôi để cho nó ráo nước rồi Bây giờ mình sẽ nêm vào đây 1 phần tư muỗng cà phê muối Và mình cho mè vào thì các bạn có thể sử dụng mè trắng hay mè đen tùy ý Cái này mình cho vào để giúp cái món ăn của mình nó thơm hơn á Còn các bạn không thích thì mình bỏ qua nha Đó mình đảo đều lên các bạn có thể cho vào đây hành lá với lại ớt bột cũng được Nó giúp cho cái món ăn của mình nó có màu sắc hơn Rồi ở đây mới khôi có một cái khay và mình lót lên đây là giấy nướng Rồi mình sẽ múc từng cái phần bột bán mình cho vào đây mình dàn đều nó ra ha các bạn thích hình nào thì mình dàn theo hình đó ở đây thì mới khôi vàng cho nó tròn tròn thôi đó mình dàn mỏng nó ra như thế này nè đó. các bạn muốn to nhỏ thì mình dàn to mình dàn nhỏ tùy ý ha sau khi cho bột bán ra cái khay này rồi á, thì nếu mà trời nó nắng á, thì các bạn đem ra phơi nắng cho nó khô nha còn không thì các bạn có thể cho vào trong cái lò để mà mình sấy Thì ở đây mấy khôi làm thì trời mưa các bạn Nên mình sẽ cho vào trong cái lò nướng Mình để nhiệt độ là 100 độ C Mình để là lửa trên dưới nha Và thời gian thì nó sẽ phụ thuộc vào cái độ mỏng dày của cái miếng bột bán mà các bạn dàn ra ha và đây là miếng bột bán máy khôi sấy nó được một tiếng 40 phút là nó khô như thế này nè các bạn Bây giờ mình sẽ gỡ nó ra để mình trở mặt đó, để cho nó được khô đều mình dùng cái giấy nướng này mình lót cho nó cho nên là mình gỡ ra cũng dễ lắm còn nếu như mà các bạn bỏ trực tiếp lên trên cái khay luôn á là nó dính lắm mình lấy khó ra đây mình gỡ ra được một miếng rồi nè đó cái mặt sau nó còn hơi ướt nha mặt trên thì nó khô rồi cho nên mình phải trở thì nó mới đều được rồi sau khi mình trở xong rồi thì mình sẽ cho lại vào trong cái lò nướng đó mình tiếp tục mình xấy cho tới khi nào mà nó khô luôn ha Và đây là những miếng bột bán máy khôi sấy cho nó khô rồi nè Mà đúng là đời không như là mơ nha các bạn Mình làm cái này mình quên coi dự báo thời tiết Cái ngày mình làm thì nó mưa, nó mưa tầm mưa tả luôn Phải bỏ vào trong lò nướng để sấy Khi mà nó khô rồi đó thì các bạn thấy nè, nắng chói chang luôn <laughs> Nhưng mà không sao Bây giờ nắng quá thì mình làm thêm mẻ, mình đem ra mình phơi cái đây là cái miếng máy khôi làm bột bán nhưng mà mình có cho thêm hành lá với lại ớt nè đó, ăn nó cay cay với lại nhìn nó cũng màu mè hơn Còn đây là bột bán màu xanh nè các bạn Đó thì cái này mình xấy tổng cộng là 2 tiếng rưỡi Sau đó mình tắt lò nhưng mà mình vẫn để những cái khay bột bán này trong lò nướng các bạn Tại vì trong lò nó vẫn còn hơi nóng đó thì nó sẽ tiếp tục làm cho cái miếng bột bán của mình được khô hơn Rồi bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vào trong một cái nồi nha Rồi giờ mới khôi cho đũa vào để mà thử cái độ nóng của dầu nè Đó mình thấy nó nổi bong bóng như vậy là dầu nó nóng lắm rồi đó Khi dầu nóng rồi thì mình sẽ thả cái miếng bột bán vào nè các bạn Đó dầu nó đủ nóng là nó sẽ nổi phầm những cái miếng bột bán của mình lên nè Mình có thể lấy đũa mình đà đà để cho cái miếng bánh của mình nó phẳng hơn à, các bạn trở mặt Rồi nếu muốn cái miếng bánh của mình nó vàng nhiều Thì mình chiên thêm Còn không nó nở phòng lên là mình đã có thể lấy bánh đã được rồi đây bây giờ Mai Khôi sẽ gấp lên cho các bạn xem Đó nó nở phòng lên như thế này Rồi mình lắc lắc cái miếng bột bán để cho dầu nó rơi rụng ra bớt đi Rồi xong mình lấy nó ra Và bây giờ thì tiếp tục cho những miếng bột bán còn lại vào để mình chiên ha Đó các bạn thấy dầu nóng là nó sẽ phòng 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 lên nè rồi mình nó phồng lên rồi thì mình sẽ lật ngược nó lại lúc này cái miếng nó chưa có cứng á, thì mình có thể lấy đũa mình đè nó được đó đó mình đè cho nó phẳng xuống các bạn nhớ là dầu phải đủ nóng thì cái bánh của mình nó mới phồng lên được Còn nếu không là nó không có phồng mà nó chai luôn cái miếng bột bán nha đó, Cái miếng này được rồi nè, mình cũng lắc lắc cho dầu nó ra bớt Sau đó mình bỏ lên cái dĩa thì các bạn cũng lắc giấy ăn để nó thấm bớt dầu á đó. Đó, Rồi bây giờ mình tiếp tục chiên nha, cho màu xanh vào nè, đổi bầu không khí <laughs> à, Dầu mà nó đủ nóng rồi đó thì các bạn hạ lửa nhỏ xuống để mình chiên Tránh cho cái miếng bánh của mình nó bị cháy khét nha các bạn đó mình cứ trở qua trở về cho nó vàng đều như mình mong muốn sau đó mình sẽ gấp nó ra thôi bán mấy khôi đã chiên xong rồi nè các bạn đó đây là những cái miếng mình để trên cái dĩa gọi là tượng trưng thôi nha miếng nào nó cũng vàng vàng tại vì mấy khôi thích chiên cho nó vàng á đó đây là những miếng đại diện còn đây là nguyên một dĩa nè mình chiên xong rồi nè mình để bên rồi bây giờ mấy khôi sẽ thử xem cái độ giòn của nó ha cho các bạn nghe nè đó các bạn nghe cái tiếng giòn của nó đã tai ha cái này là giòn rụng giòn xốp luôn á rồi bây giờ mấy khôi sẽ dùng những cái miếng bột bán này để mình làm thành cơm cháy nha các bạn đó, nhìn y như món cơm cháy ha cơm cháy kim cương hột xoàn nó có những cái hạt 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 này nè <laughs> mình bỏ lên đây một ít chà uh, bông nè các bạn có thể dùng uh, tôm như uh, đó tôm cháy cũng được đây nhà mình có gì mình dùng đó cho lên đây một ít mỡ hành cho nó thơm nè đó bây giờ mình sẽ làm những miếng còn lại luôn tiếng tên, tên mấy khôi đã xếp nó ra dĩa rồi nè bây giờ mình mới trang nước sốt lên thì cái nước sốt này mấy khôi pha tỷ lệ là một muỗng canh đường và 1 phần hai muỗng canh nước mắm thêm một muỗng canh tương ớt sau đó mình khuấy đều lên rồi mình cho tỏi ớt nhiều ít tùy theo ý của mình ha thì cái nước sốt này các bạn cứ pha rồi mình điều chỉnh lại theo khẩu vị ăn của gia đình mình cái nước sốt nó sẽ sệt sệt như vậy nè các bạn đó rồi mình trang lên miếng bột bán chiên nè để làm món cơm cháy <laughs> cái trang lên cái này khi mà các bạn đã trang nước sốt lên rồi thì mình phải ăn liền chứ không mình để lâu cái nước sốt nó thấm vào á nó làm cho cái độ giòn của cơm cháy nó bớt đi nói chung là nó bị mềm đó nó bị yếu đi đó rồi mới khôi cho lên mỗi miếng cơm cháy này là một lát ớt nữa nè để nhìn cho nó cay á Vậy là vậy là cơm cháy từ bột bán chiên mấy khôi đã làm xong. Trời ơi, nhìn hấp dẫn không các bạn? Nhìn cái miếng cơm cháy là thấy nút nước miếng ực ực rồi ha. Đây mình lấy lên một miếng cho các bạn xem nè. Nhìn gần chiêm ngắm dung nhan của nó. Đó hấp dẫn chưa các bạn? Rồi bây giờ mình ăn thử ha, mời các bạn ăn chung với Mai Khôi nha. trời ơi nó giòn mà gọi là giòn tan nát cuộc đời luôn đó các bạn <laughs> cái này ai mà răng yếu yếu á vẫn ăn được nha tại vì nó giòn mà nó giòn sốt nó giòn rụm chứ không phải nó là giòn cứng à, như mấy khôi nói đó khi mà mình đã chan nước sốt vào thì mình ăn liền nó sẽ ngon hơn là mình để lâu để lâu nó bị ỉu đi nó bị xìu cái cái độ giòn đi nó bớt đi rồi còn những miếng bột bán mà các bạn sấy khô rồi sấy thiệt là khô nha thì mình có thể bảo quản được vài tháng nó giống như là bánh tráng nướng vậy đó các bạn còn bột bán mà các bạn đã chiên lên như thế này Mình chưa bỏ chà bông rồi sốt này kia đó Thì mình có thể để từ 5 cho tới 7 ngày Bánh vẫn giòn ngon nha Các bạn cho vào trong cái hộp rồi mình đậy kín lại đó Nó vẫn cứ giòn như vậy thôi Thì nếu bạn nào mà thích làm bột bán chiên giống Mai Khôi Để làm món bánh tráng hay là món cơm cháy giòn rụng Thì có thể thử với Mai Khôi một lần xem sao nha Bây giờ thì Mai Khôi xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây Cảm ơn các bạn rất là nhiều Là bỏ thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ Mai Khôi nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like, share video và để lại bình luận góp ý cho Mai Khôi ha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ở biên tố.